vấn đề là chúng ta không biến chúng ta là hạng độn căng chậm chạp hầu như là bị tê liệt rồi xem kinh thì không hiểu xem không hiểu nên không muốn xem nghe kinh không hiểu nên không muốn nghe nhưng lại thích suy nghĩ này nọ Từ chỗ suy nghĩ bậy bạ này Xem ra thì hình như họ không ngu ngốc, không chậm chạp Đây chính là ngạn ngự nói Dùng tâm bị sai Chúng ta dùng tâm sai dùng tâm không chẳng, dùng tâm lệch lạc dùng tâm tà ngụy lệch lạc nên đi đến nhị thừa lệch lạc đến mười pháp giới nếu dùng tâm tà ngụy thì rất phiền phức dùng tâm tà sẽ đi vào trong tam đồ sẽ đi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ta thật đáng sợ Đáng sợ hơn cả lệch lạ Như thế nào để dùng tâm cho chẳng Dùng cho viên mãn, dùng cho di diệu đó là cảnh giới chư Phật Bồ Tát Nên chư Phật Bồ Tát với phàm phu chúng ta Có gì sai biệt Tôi nói với chư vị Chính là các ngài biết dùng tâm Còn chúng ta không biết dùng tâm Ngoài điều này ra đích thực tìm không ra điều sai biệt Biết dùng tâm Thì hiển thị ra cõi thật báo trang nghiêm điều này trong Kinh đã nói như vậy trong xã hội này mọi người dùng tâm không những lệch lạc mà còn tà quỷ Lết lá ta ngụy đến tổ cùng Như vậy quả báo sẽ không tốt Làm thế nào để từ thiên lệ tà ngụy Trở về với chân chẳng phương pháp của tịnh độ tùng vô cùng di diệu nhưng cũng rất đơn giản chỉ cần chịu thực hành thì trở về với chân thật không có từ thiên lệ tà ngụy trở về với chân chánh thông thường nói thì thời gian ba năm là đủ phương pháp này chính là đọc kinh nghe giảng hoặc là niệm phật thâm nhập một môn và quân tu lâu dài là được suốt đời chỉ cần học một bộ kinh quy y đại thừa vô lượng thọ kinh quy là quay đầu còn các kim giáo khác tôi đều không học tôi từ trong tất cả kinh giáo quay đầu lại chỉ nương vào kinh vô lượng thọ chỉ nương vào bản hội tập này chỉ nương vào một câu danh hiệu a di đà phật gọi là dạng đức hồng danh như vậy là đủ chỉ niệm những điều này không bao giờ quên Nên như vậy Nếu tâm còn tạp niệm Và những lời nhàn rỗi Như vậy là chưa biết Vẫn còn suy này nghĩ nọ là chưa biết Chưa nhập vào cảnh giới Thật sự nhập cảnh giới Là giọng tâm không còn giọng niệm không còn Và không còn những lời nói bậy bạc từ sáng đến tối chỉ một câu a di đà phật hỏi họ điều gì họ đều a di đà phật ngoài phật a di đà ra họ không biết gì cả đây là gì đây là đã nhập cảnh giới có thể khế nhập ba năm họ sẽ được tam muội được khai ngộ họ đã nối được đường dây nóng với phật a di đà một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật nhất định giảng sanh nhất định thành Phật. Đây là người biết niệm